Adathana Viramani Sikhabadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh sang sự dĩ vui uống rượu và các chất say. Bana Viramani Sikhabadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana Viramani Sikhabadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Michachara Viramani Sikhabadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mūsāvādā Vairamani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sūrāme Rayamācchāpamādāthāna Vairamani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pañca sikkhāpadāni sattukaṃ kattvā appamādena neccakalaṃ sammārakkhitappaṃ. Chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo, các vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sĩ lê na su ga tinh danh tí ca, chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa ca, chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni pô tinh danh tí ca, chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta sma si lăng vi sô tha dê bể cá cây, nên chư vi di đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thu lành thai của ta mang ghê na quan đề hằng ba đa phẳng sung và ruột ta mang bột thể vô khá lý tạo đâu sơ bột thơ khá mà tu tăng mà mang của ta mang ghê na quan đề hằng thầm mạnh cho được vị thăng và răng thầm mê vô khá lý tạo đâu sơ thầm mô khá mà tu tăng mà mang của ta mang ghê na quan đề hằng sẵn khanh cho được vị thoát ta mang sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khả mà tu tăng mà măng. Y chi tăng ba tê tăng tâm hăng kia pa mê va sa mê cha tô sa pê pô re an da sang ka pa chan đô pa na ra so ya tha ma nê chôm. Thì ra số gia tha sa pi tê yô vê va chan tô sa pa rô rô vê na sa tô ma tê pha va toàn ta ra yô sa kê đê ka yô kôm. Pha va phi va đa na sê lê sa nê cha cha dê rô ma va thân tê a yô va no sa khang pa la ang ta la tha sa kê ta rô la hô ta sa sa nê. Aro ra so ke ta ho hay sa ha sa pe hay nhà tê phê, cầu xin cho các thiện tân na được sự lợi ích na được sự an vui được sự tân hoa trong đường Phật đạo hoa, cầu xin cho các thiện tân khỏi bệnh hoạn na được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thải sẽ tây gia chân này ra ta sẽ tâm ma tôi sẽ tâm ma tôi sẽ tâm ma tôi y đăng pha lăng y ta smin ra ta na ta gia smin sam ba sa đà na chê ta so, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn.
Con xin thành kính đảnh lễ thường tọa Pháp Thanh vừa vang lâm vào đạo tràng. Xá thúc ấy, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kiếm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, lộng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dày bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức Thường Tọa Thanh cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh cho đề tài bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay là Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên, bài 4 La Mã Phẩm Quần Tiên, bài chính con gái của Bách Chuyên Na. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị lắng tâm thanh tịnh cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Nam mô Ta Sa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương.
pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi xó đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ con xin phép được đọc phần chánh văn của bài chính Lan Mã, con gái của Bách Chun Na. Một, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vesali Đại Lâm tại Trùng Cách giảng được cô Cá Na Đa, con gái của Bách Chun Na. Sau khi đêm vừa mãn với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Đại Lâm, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Tôn rồi đứng một bên. Ba, đứng một bên thiên nữ Cô Ca Na Đa, con gái của Bách Chun Na, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Bậc chánh đẳng chánh giác thượng thủ các chúng sanh, nay an trú Đại Lâm tại thành quê Sa Ly, hãy để con đảnh lễ con gái Bách Chun Na tên Cô Ca Na Đa. Từ trước con chỉ nghe bậc chứng ngộ chánh giác, bậc vô thượng pháp nhãn, bậc chánh đẳng chánh giác. Ngày nay con có thể biết được chánh pháp ấy do thiện thể thuyết giảng bậc Mâu Ni chánh giác. Những ai kém trí tuệ, từ trước con chỉ nghe bậc chứng ngộ chánh giác, bậc vô thượng pháp nhãn, bậc chánh đẳng chánh giác. Ngày nay con có thể biết được chánh pháp ấy do thiện thể thuyết giảng bậc Mâu Ni chánh giác, những ai kém trí tuệ. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Dạ con cho không biết cái bài của con có sai không, thay hai đoạn là giống nhau. Dạ nếu con có sai thì con cung thỉnh thượng tọa pháp thanh chỉ dạy cho con bỏ bớt một đoạn ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ sa thú lành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang gia giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, ngài trí đức, đại đức pháp trang. Kính chào tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử. Cha cô Nhật Quỳnh đã đọc đúng cái phần chánh kinh đó. Tại vì cái tựa là con gái của Bách Chun Na thì nó có hai phần. Hôm nay mình học cái phần thứ 9. À, tuần tới thì chúng ta học cái phần thứ 10. À, trong đây nó thì có những cái đoạn nó cũng trùng với nhau, nhưng mà đại ý thì nó có chỗ khác nhau. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất là nhiều. Nhờ phục vụ Tam Bảo ở nhiều room cho nên là mặc dù là bữa nay cái phần mà sư bót lên nó đánh bót lên nó thì chát lên thì nó chạy lung tung hết
không biết sao kỳ vậy, không biết thành ra, nhưng mà đều có cái cô biết là cô đọc là đúng hết. À, cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Trước khi chia sẻ Phật pháp bài học ngày hôm nay thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hướng về tam bảo làm lễ một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo, pháp bảo phương luân dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc: Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khang an, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tạo nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết là âm thanh rõ và liên tục. Thì ở đây là cái cô tín nữ. Cô tín nữ này tên là Cô Cát Na Đà, con của ông Bát Chun Há. Cô ta đến đảnh lễ Đức Phật ở Đại Long, ở Wesley. Thì cô ta đến đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ xong thì cô ta nói lên những cái dần kệ: từ trước con chỉ nghe bậc chứng ngộ chánh giác, bậc vô thượng pháp nhãn, bậc chánh đẳng chánh giác. Ngày nay con có thể biết được chánh pháp ấy do thiện thể thuyết giảng. Bậc Mâu Ni chánh giác, những ai kém trí tuệ, khinh bác, chống thánh pháp sẽ rơi vào địa ngục, mệnh danh Rovana, trải thời gian lâu dài, thọ lãnh nhiều khổ. Rồi cái đoạn kế tiếp á, những ai đối thánh pháp kham nhẫn, tâm tịch tịnh, từ bỏ thân làm người, viên mãn thân chư thiên. Thì hai cái đoạn này để nói lên cái tính chất của những cái người mà trong thế gian thì có những cái hạng chúng sanh vì mê mờ, những cái vô minh phiền não sâu nặng, cho nên là họ không phân biệt được cái điều nào là đúng, điều nào là sai, điều nào là thiện, điều nào là bất thiện. Họ sống theo cái bản chất của tất cả các pháp chế định trong thế gian, thụ hưởng thinh vị xúc pháp, thụ hưởng dục lạc của thế gian. Cho nên đối với những cái pháp mà từ bỏ những cái dục lạc này đó thì họ hiểu sai đi, rồi họ có những cái lời phỉ báng hoặc là chê, hay là thoái mạ những cái người mà có cái đường lối tu tập để thoát khỏi những cái vướng mắc, những cái ràng buộc, những cái
cái tham đắm trong cái thế gian. Cho nên khi mà những chúng sanh mà tạo những cái nghiệp này đó thì rất là sâu nặng, khi mà buông lời phỉ báng Tam Bảo. Cho nên là những chúng sanh này đó thường phải rơi vào những cái địa ngục. Thì rùa ná đây là một cái tên, một cái tên trong cái cõi địa ngục để dành cho những cái chúng sanh tạo cái nghiệp ác do thân và khẩu đã phỉ báng Tam Bảo, sẽ rơi vào cái địa ngục này để trả những cái nghiệp ác đó. Những chúng sanh mà nếu mà ai đối diện với pháp, pháp hay là quý vị thấy là nó tất cả những gì mà nó xảy diễn ở trong ta và xung quanh ta, từ những cái suy nghĩ rồi những tác ý, hay là đến tất cả những cái sự kiện, những cái vấn đề mà nó ở xung quanh chúng ta, tất cả nó là pháp. Thì quý vị học ở trong Di Diệu Pháp rồi biết rồi, tất cả gọi là pháp. Như sao? Nhưng mà pháp chia ra có hai, pháp tục đế, pháp chân đế, hay là thiện và bất thiện. Mà muốn thấy được cái nào là tục đế, cái nào là chân đế, cái nào là thiện hay là bất thiện thì sao? Thì phải có trí tuệ. Cho nên là những ai mà có trí tuệ thì sẽ thấy được pháp, sẽ phân biệt được những điều nào thì chúng ta nên thực hành và những điều nào thì chúng ta phải tránh xa. Thì chính nhờ phân biệt được những cái thiện pháp đó, chúng ta mới thực hành. Có những pháp nó nâng đỡ, chúng ta thực hành theo những cái pháp đó, sẽ đi đến cái sự an vui trong đời sống hiện tại. Hoặc là nếu mà chúng ta nỗ lực thực hành thì nó có thể đem đến những cái thánh quả hữu học, cũng như là đến cái quả tấu cao là lậu tận. Cho nên là những ai mà đối thánh pháp ở đây đó là tức là con đường bát chánh đạo, bát chánh đạo, những ai mà đi theo cái con đường này sẽ thực hành tròn đủ viên mãn, tạo trữ đầy đủ các pháp độ thì sẽ trở thành cái bậc thánh nhân. Mà đi trên con đường này đâu phải là dễ dàng, nó sự thực hành nó cũng là cam go, khó khăn, trở ngại đủ thứ hết, trở ngại chính trong cái bản thân, cái thân ngũ quẩn này, rồi trở ngại bởi những cái tác động ở bên ngoài, những cái điều kiện thời tiết, rồi chỗ trú ngụ, vân vân. Nếu mà chúng ta không có sự kham nhẫn, nếu chúng ta không vững vàng, không kham nhẫn, không nỗ lực tinh tấn, thì chúng ta sẽ bị chướng ngại trên bước đường tu tập của chính mình. Rồi nhờ có sự kham nhẫn chịu đựng trước tất cả những cái sự tấn công của các cái phiền não, những cái triền phược tiềm miên ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta, cũng như tất cả những cái chướng ngại từ bên ngoài, nếu mà chúng ta có sự cố gắng tham nhẫn, lần hồi chúng ta vượt qua được tất cả những cái chướng ngại đó thì mới
đạt đến cái tâm tịch tịnh vắng lặng. Tâm tịch tịnh vắng lặng ở đây là một cái trạng thái tâm an tịnh trước tất cả các cái chướng ngại, tạm thời lắng dịu tất cả những cái phiền não. Rồi nhờ có cái tâm tịch tịnh an tịnh trước các cái phiền não, không còn bị các phiền não khống chế sai sử. Cho nên khi mà cái người mà những cái vị hành giả chứng an trú các tầng thiền hữu sắc cũng như vô sắc, hoặc là những hành giả nỗ lực tu tập thiền tuệ, khi mà chứng đắc các tầng thánh hữu học hoặc là thánh lậu tận, thì khi mà từ bỏ cái thân ngũ quẩn này đó, từ bỏ thân làm người, thì nếu mà những cái vị mà chứng đắc các tầng thiền hữu sắc cũng như vô sắc, thì hoặc là những cái tầng cái vị thánh hữu học đó, thì sao sẽ đi đến những cái cõi cảnh giới tốt đẹp an vui, chư thiên phạm thiên hoặc là đại phạm thiên, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người. Còn nếu mà những vị mà đạt đến thánh tầng thánh thứ tư, tức là thánh lậu tận a la hán, thì các vị này sẽ chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây là cái điều quan trọng là chúng ta khi mà đối pháp các cái pháp hàng ngày từ trong nội tâm chúng ta cũng như là ở bên ngoài, chúng ta thấy được cái pháp đó như thế nào và xử sự các pháp đó ra sao là cái điều cốt lõi quan trọng. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng có nhiều chúng sanh tùy theo cái duyên nghiệp, cái trí tuệ của mỗi người, mỗi người đến đảnh lễ Đức Phật, tán thán Đức Phật, thì có những người đến đảnh lễ tán thán cái dung sắc, ngài là cái bậc cao quý có 32 tướng tốt như thế này thế khác, rồi màu da, rồi hào quang, vân vân. Thì những cái người này đó, khi mà tán thán về cái vẻ đẹp bên ngoài của Đức Phật, chỉ thấy được cái bên ngoài thôi, không thấy được cái sâu sắc ở bên trong. Một cái điều gì mà làm cho Đức Phật cao quý hơn tất cả những chúng sanh khác, đó là do cái sự giác ngộ, cái trí tuệ, mà ba cái ân đức cao cả là cái gì? Là tịnh đức, bi đức và trí đức. Chính nhờ ba cái ân đức này đó mà ngài gọi là thiên nhân sư, tức là thầy của chư thiên và nhân loại. Chứ còn cái 32 tướng tốt, rồi hào quang sáng chói, màu da như thỏi vàng rồng, mịn màng không lắm bụi,
thì đó là chỉ cái vẻ bên ngoài thôi, nhưng những cái ân đức cao thượng trong ba ân đức là tịnh đức, bi đức và trí đức, thì trong đó là cái ân đức trí đức hay là tuệ đức đó, nó là cao thượng nhất. Chính nhờ cái ân đức cao thượng này đó, cái tuệ đức ngài đã đến cái sự giác ngộ cao tột. Nhờ có cái trí tuệ đó mà ngài giảng giải các pháp để chúng sanh thực hành theo để đi đến nơi giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ cái ân đức này, ân đức cao thượng, chứ không phải là cái tượng Phật ở chùa này làm đẹp quá, tượng bằng đá, tượng được thiết vàng, rồi những cái người thợ sơn, những người họa sĩ họ vẽ chân mày thế này, gương mặt thế này, cái tượng này đẹp, thì cái đó là chỉ chúng ta thấy cái bên ngoài mà thôi. Chúng ta phải thấy được cái tính chất quan trọng cao thượng ở bên trong. Cho nên khi mà chúng ta đảnh lễ trước cái gọi là kim thân Đức Phật, nhưng mà sao cái tượng không, cái đó là cái chỉ là cái tượng thôi. Nhưng mà nếu mà cái người mà thợ mà khéo tay á, thì họ làm á, có được một vài cái tính chất. Ví dụ như có những người họ, những người thợ mà có cái tay nghề mà khéo léo, họ làm cái gương mặt của Đức Phật phản phất một cái nét có tâm từ, có sự quan hỷ, có từ, có bi, đó thì chúng ta thấy được cái tượng này nó đẹp. Nhưng mà nếu mà những cái người mà họ không khéo tay đó, họ làm đó, thì chỉ giống như những cái tượng bình thường, nó hoàn toàn không có một cái nét gì của bậc chánh đẳng chánh giác hay là của Đức Phật hết. Thì hình tướng thì cũng cái tóc là xoắn như đó, hay là hoặc là bây giờ quý vị thấy không, có nhiều khi những người thợ làm cái bính tóc, cái xoắn, cái xoáy, những cái tóc của Đức Phật đó, nó khó. Cho nên bây giờ họ làm có một cái búi tóc ở trên đỉnh đầu thôi. Thành ra đó, cái tượng đó nó không mang được một cái vẻ đẹp nào trong 32 tướng tốt của Đức Phật hết. Cho nên á, một cái tượng mà nó gọi là đẹp hay không đẹp, không phải là do cái màu sắc, do cái quý giá là được thiếp vàng, thiếp vàng ở đây là vàng thật đó nha, rồi họ tán mỏng ra rồi họ thiếp lên, mà cái tượng ở đây nó quý hay không quý là do ở cái sắc diện, cái quan trọng là ở cái gương mặt, cái gương mặt của Đức Phật, hoặc là những cái bính tóc đó là nó thuộc về một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Thì ít ra đó, cái tượng này nó cũng có một trong 32 cái tướng tốt đó. Thì khi mà chúng ta đảnh lễ đó, nó mới gợi
gợi lại cái ân đức cao cả của Đức Phật. À, rồi chúng ta đảnh lễ là chúng ta đảnh lễ cái ân đức, ba cái ân đức mà của bậc chánh đẳng chánh giác. À, như hồi nãy sư vừa nói đó, là tịnh đức là cái nội tâm hoàn toàn vắng lặng an, rồi bi đức là cái lòng thương xót tất cả chúng sanh như nhau, và cái tuệ đức tức là cái trí tuệ vượt trội đã đến cái nơi chấm dứt hoàn toàn sanh tử luân hồi, và khả năng thuyết giảng các pháp để chúng sanh có thể thực hành theo. Thì chúng ta đảnh lễ là đảnh lễ cái ân đức, giống như khi mà mình nói là tôi quy Phật, quy Phật là chúng ta quay về, chúng ta nương nhờ, noi theo cái ân đức Phật. Quy pháp là chúng ta quay về, chúng ta nương nhờ, chúng ta noi theo cái giáo pháp hay là các cái phương pháp thực hành để đoạn trừ tất cả những cái phiền não khổ đau. Còn nếu mà nói nó cao hơn thì đi theo cái con đường bát chánh đạo, chính nhờ đi theo con đường bát chánh đạo này đó, khi mà phát triển đầy đủ nó trở thành là bát thánh đạo. Đó là chúng ta quy pháp, rồi chúng ta quy tăng là nương nhờ vào cái ân đức của chư tăng, những người thực hành chân chánh trọn vẹn trên cái con đường giới định tuệ, để chúng ta cũng noi theo đó mà chúng ta tu tập. Chư thánh tăng là những vị mà đã đạt đến sự đoạn trừ những cái phiền não. Chư phàm tăng là những người đang tu tập, đang thực hành trên cái con đường giới định tuệ để đến được các tầng thánh hữu học và đến tầng thánh lậu tận. Cho nên đó, là chúng ta nương nhờ, noi theo, rồi chúng ta thực hành. Còn nếu mà nói là tôi quy tam bảo rồi, nhưng mà mình không tu tập, mình không học hỏi, mình không sửa đổi, thành ra là sao? Quy y thì quy y cho có, chứ mà cái sự thực hành mình có tiến bộ không? Giống như cha mẹ thì muốn cho con mình đi học để mở mang kiến thức, lựa chọn những cái trường mà có tiếng, lựa chọn những ông thầy giỏi, rồi đóng tiền lo học phí, lo quần lo áo, lo tập lo sách, đủ thứ cho con mình nó đi học. Nhưng mà rồi nó vô lớp nó không chịu học, trí nó không có chú tâm vô cái sự học. Ông thầy cũng giảng mà nó mơ mơ hồ hồ, ù ù cả cả, không có lắng nghe, không có sự ghi nhớ, không có chú tâm gì hết. Thành ra đó, nó đâu có tiến bộ được gì, đâu có mở mang được cái kiến thức hay là gì. Thành ra đó, cái điều quan trọng không phải là ở cái trường danh tiếng, không phải là ông thầy giỏi mà con mình nó sẽ giỏi, mà con mình nó có cố gắng nỗ lực nó học hay không. Chứ còn cái trường danh tiếng rồi ông thầy giỏi mà nó không chịu tiếp thu, nó không có
chú tâm cố gắng nỗ lực để học à, thì nó không có đem đến cái lợi ích gì hết. Đó. Thành ra đó, chúng ta cũng vậy, khi mà à, chúng ta có cái tác ý là muốn quy là cái điều tốt đẹp, nhưng mà đừng có lựa chọn là cái vị thầy tôi phải là những cái người mà giỏi giang à, thầy tôi là một cái vị trưởng lão à, danh tiếng à, tu vi với ngài đó đó, với à, vị đó đó, vị đó là thầy tôi à, một cái sự lầm lạc là người ta à, đi tầm cầu ông thầy nghe, tầm cầu ông thầy danh tiếng à, vị hòa thượng nổi tiếng à, thế này thế khác à, quy với ngài đó đó, nhưng mà quy xong rồi có lắng nghe cái lời của vị hòa thượng, cái vị thầy mình dạy không à, rồi có thực hành hay không, nó là cái điều quan trọng. Chính nhờ sự lắng nghe, tìm hiểu, học hỏi à, phân biệt được à, các pháp nào cần phải từ bỏ, các pháp nào cần phải nỗ lực thực hành, phải dung bồi à, để cho nó phát triển một cách mạnh mẽ. Đó. Rồi, khi mà chúng ta thực hành như vậy thì mới đem đến cái lợi ích à. Chứ còn bây giờ là tu quy với ông vua sải à, tu quy với cái vị tăng trưởng à, tu quy với một cái vị hòa thượng à, danh tiếng ừ. Nhưng mà rồi sao? Quy để lấy tiếng thôi, để lè bịp người khác, nó còn bản thân mình không có thực hành một chút nào hết, thì như vậy cái sự quy đó đâu có lợi ích. Bằng quy với một cái vị này đi, không có tiếng tâm gì hết á, nhưng mà rồi mình lắng nghe, mình gần gũi, mình học hỏi à, rồi mình thực hành à, để mình sửa đổi, chuyển hóa à, những cái hiểu biết, những cái tri kiến của mình bấy lâu nay à, nếu mà cái tri kiến nào nó không đúng, nó lệch lạc à, thì mình phải sửa đổi à, để mình thực hành cho nó đúng pháp à, thành ra đó, cái điều đó mới là cái điều quan trọng à. Thành ra đó, quý vị thấy à, cũng có nhiều người họ làm lụng rất là cật lực để tạo của cải tài sản nha. Để đây xin nói cái vấn đề mà nó xảy ra cái khoảng năm 2018 2019 là cái vấn đề mà ông mà giám đốc cái công ty mà cà phê Trung Nguyên à, hay là cái thương hiệu G7, thì sau khi mà hai vợ chồng à, tạo được cái tài sản rất là nhiều à, nhưng mà bắt đầu rồi mỗi người đi theo mỗi hướng à, cho nên là bất đồng với nhau mới ra tòa ly dị à, sau khi mà ly dị rồi tranh giành chia tài sản à, thế này thế khác à, chia con cái thế này thế khác à, thì lúc đó đó ông ta mới nói là à, tiền nhiều để mà làm gì à, thấy không đó, cái điều đó là cái điều quan trọng à, hồi xưa đó khi mà mới khởi nghiệp đó, ổng học đại học xong có bằng cử nhân kinh tế về quê ở Gia Lai, thì lúc đó là còn nghèo khổ à, mới đi vô trong những cái rẫy cà phê của người ta đó, mua từng ký cà phê
mua gom từng ký cà phê đem về đó là rang pha chế. Thì ổng mới gặp bà vợ, bên vợ cũng khá giả, cho nên là sau khi mà lập gia đình rồi đó thì nhờ bên vợ hỗ trợ giúp để bắt đầu khởi nghiệp làm ăn. Làm ăn thời gian thì cũng có cái phước, cho nên là càng ngày nó càng khá giả lên, giàu có lên. Giàu có lên đó thì mỗi người là sống theo cái ý thích của mình. Thì ông ta đó, khi mà tiền của nhiều rồi đó, sống mua cả chục chiếc xe, mà những cái xe mà xe hàng hiệu đó, một chiếc xe tính ra là cả chục ngàn, cả chục ngàn, cả trăm ngàn đô la, mà không phải một chiếc. Chơi mà bây giờ giàu rồi, sống năm bảy chiếc để vậy đó, để khoe khoang. Rồi bà vợ thì sống theo một cái lối sống riêng nữa. Cho nên á, hồi nghèo khổ thì hai người gặp nhau để làm lụng, để tạo dựng cái sự nghiệp. Nhưng khi mà cái tài sản nó quá nhiều rồi, rồi mỗi người phung phí theo một cái cách khác nhau, cho nên là bắt đầu có những cái sự bất đồng. Những cái sự bất đồng này đó, ai cũng khư khư theo theo cái ý của mình luôn. Cho nên là bắt đầu gia đình tan nát, tài sản nhiều đó mà sự an ổn, gọi là cái hạnh phúc ở trong gia đình nó không còn nữa. Cho nên là kéo nhau ra tòa ly dị. Quý vị thấy không? Thành ra đó, ở đây cái điều quan trọng không phải là tiền của tài sản, mà trong đời sống chúng ta học được những gì ở Pháp. Quý vị thấy có nhiều người đến cuối cuộc đời, con cháu nó lo cái đám tang rất là hoành tráng, cả mấy chục, cả trăm vị tăng ni của bốn năm chùa, rồi là kèn tây, là nhạc tạo, là đủ thứ, rồi có mướn mà tề thiên tam tạng, cởi ngựa trắng rồi đó, rất là long trọng, rất là lớn, rất là hoành tráng. Rồi người đời họ nhìn vô, họ nói trời ơi, cái ông đó ông có phước quá, trời đó ma ông lớn quá, nhà ông giàu có quá, con cái ông làm cái đám ma cho ông lớn quá. Thì cái đó là cái chỉ là cái hình thức phô trương bên ngoài thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy rằng cái cuộc đời của ông này á, ông sống như thế nào. Và con người có đạo đức hay không có đạo đức, rồi ông ta có cái cống hiến gì cho xã hội, cho gia đình dòng tộc hay không. Chưa nói gì đến là ông ta có được cái lợi ích gì cho bản thân trong cái kiếp sống làm người. Thành ra đó, cái tài sản bên ngoài nó không có quan trọng, mà chúng ta đã có những cái bài học gì, những kinh nghiệm gì của Pháp Bảo dạy chúng ta trong kiếp sống này. Đó là một cái điều quan trọng. Chính những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm ở trong kiếp sống này đó, nó mới đi theo chúng ta. Còn bây giờ
cả trăm tòa lâu đài, cả triệu tỷ đi, rồi đó là bao nhiêu con cháu đều cũng phải bỏ lại hết. Thành ra đó, chúng ta phải thấy rằng cái sự quan trọng, cái cốt lõi ở trong đời sống nó là cái gì. Chứ không phải là cứ xưa hoài nay làm, ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Thì như vậy thì làm sao mà mình có sự tiến bộ được, phải không? Hồi xưa thì chưa biết Phật pháp, chưa có hiểu biết, chưa phân biệt được, thì thôi, truyền thống gia đình, ông bà cha mẹ, mình còn nhỏ mà, ai biểu sao mình làm vậy, ai dẫn bậy mình cũng đi theo, thì không phải riêng gì gì cô đâu, mà ngay chính bản thân chưa cũng vậy á, hồi còn nhỏ có biết gì đâu, bà ngoại, rồi bà thân chưa dẫn như đi chùa, thì biểu đi chùa thì đi, tới giờ sám hối thì cũng quỳ lên quỳ xuống, cũng ai giá bà giả đã có giả đã giả, ai biểu sao mình làm vậy, có biết phân biệt gì đâu đúng sai. Nhưng mà thì sao, nhờ mình có cái tìm hiểu, mình tìm hiểu, mình học hỏi, mình gần gũi, rồi mình mới phân biệt được cái điều nào là đúng, cái điều nào là quan trọng mà ráng mình thực hành, còn những cái điều nào mà nó không đúng để mình từ bỏ, sửa đổi. Đó, chính cái đó là cái quan trọng. Nhờ chúng ta cố gắng học hỏi, thực hành, chúng ta có những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm này nó hết sức là quan trọng cho cái kiếp sống hiện tại này. Khi mà chúng ta từ giả cõi đời này, kết thúc một cái kiếp sống này, chúng ta tự xem xét, phản tỉnh nhìn lại coi mình đạt được cái gì. Thành ra đó, hồi mà sư mới xuất gia thì đã học cái bài là cái bài dạy luôn luôn là người xuất gia chúng ta phải tỉnh, xem xét, xuất gia nghi mạo khác đời, sống nương đàn diệt, thảnh thơi cửa thiền, tư cách bổn phận cần chuyên, hoài nghi tế hạnh không phiền đến nay. Nếu đồng phạm hạnh chê bai, sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân, nhân vật quý mến xa gần, vô thường tan hợp, xây dần hợp tan. Nghiệp là tài sản đa mang, nghiệp là quyến thuộc, lại càng chớ khinh. Nghiệp là sở ỷ sở sinh, nhân quả thiện ác phân minh nhiệm màu, ngày đêm thấm thoát bóng câu, làm gì xính hạnh tầm cầu vô sanh. Tâm không tịnh xứ tinh cần, độc cư thiền tịnh phá dần tham sân. Tu hành pháp bậc cao nhân, ngộ thánh tri kiến giả tranh tỏ tường, đến khi sanh mạng vô thường, các đồng phạm hạnh tư lường hỏi han, xét mình tâm đã bình an, ra đi chẳng thẹn cùng hàng sa môn. Phải mình luôn luôn phải, bây giờ là mình là xuất gia, cái dung mạo mình nó khác đời, người ta thì tóc tai thế này thế khác, quần áo kiểu này kiểu nọ, còn mình á thì tóc thì không có để, rồi y áo thì sống cái model này là
nó cách nay gần 2.000, hơn 2.600 năm rồi. À, đó, cho nên á, là mình khác hơn người khác. Thành ra bây giờ á, thì cái hoài nghi tế hạnh mình phải làm sao cho xứng đáng với cái người xuất gia. À, rồi hằng ngày á, vui mạng của chúng ta đó là nhờ đàn na tính thí, à, những cái thí chủ cúng dược, rồi chúng ta dùng những cái bốn món vật dụng này đó để làm cái gì. À, rồi hằng ngày chúng ta phải nỗ lực học tập, nhưng mà mình có cố gắng chưa? À, mình có cố gắng trong cái sự học tập chưa? Rồi, à, chúng ta mỗi ngày là phải thanh lọc, gội rửa những cái phiền não ô uế ở trong nội tâm. À, chúng ta có thực hành chưa? À, rồi nếu mà những cái lỗi lầm nào đó các vị mà đồng phạm hạnh, à, người ta phê phán thì mình có sửa đổi chưa? À, đó. Rồi khi mà cái chúng ta sắp sửa giả từ cái quán trọ này, giả từ cái quán trọ cũ kỹ này, à, đó, chúng ta đem theo được gì? À, những cái kinh nghiệm gì, những cái lợi ích gì trong cái kiếp sống hiện tại này? À, ít ra nếu mà mình chưa có đạt được tới các tầng thánh, à, thì tệ gì tệ, mình cũng phải phân biệt được danh và sắc. À, rồi mình phải thấy được cái sự sanh diệt nhân quả của danh sắc. À, rồi mình thấy sự danh sắc này nó sanh diệt mà như thế nào đó. Cái này là cái điều quan trọng đó. À, giống như cái người mà học sinh ấy, bây giờ trong một năm học này đó, cái chương trình học nó bao nhiêu bài, à, rồi kết thúc cái năm học này ấy, mình đã tích cóp, mình thu thập được những cái kiến thức, à, như thế nào để qua năm học sau mình lên cái lớp cao hơn, cái cấp độ cao hơn. À, chứ còn nếu mà cái cuối năm học thì mình thấy, ủa, mình học suốt cả năm nay mình thấy cái kiến thức mình nó không có thêm được gì, à, nó không có kinh nghiệm gì thêm, mà nó không có mở mang gì được thêm, thì như vậy thì trong suốt một cái năm học đó mình không có góp nhặt, không có đạt được những cái gì tốt đẹp. À, cho nên á, cái điều quan trọng là ở chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta muốn tán thán ai một điều gì, chúng ta phải nhìn thấy cái điều quan trọng ở cái người đó, à, họ về cái giới hạnh của họ như thế nào, về trí tuệ của họ như thế nào. À, chứ không phải mình chỉ nhìn á, à, trời ơi, cái vị này, cái vị tỳ khưu cả này mới mới xuất gia, à, ông ta là con cũng nhà giàu ha, à, trẻ đẹp trai ha, à, nhưng mà rồi ông ta không có cố gắng nỗ lực học tập thì cái hình thức bên ngoài, à, tài sản của gia đình đúng, rồi cái dung sắc, rồi cái bên ngoài nó không thành là vấn đề. Cái điều quan trọng là bây giờ ổng xuất gia, ổng học như thế nào, ổng hành như thế nào, cái điều đó mới là cái điều quan trọng. À, sống là một cái người cư trí, à, thì cũng vậy, à, không phải là nhà cửa cho nhiều,
tài sản nhiều, con cái nhiều, mà là tốt đẹp. Điều quan trọng là ông đã tích góp gì, lợi ích gì cho bản thân. Chứ còn bây giờ là mai mốt ông đi rồi, tất cả những cái đó nó bỏ lại hết. Ông thực hành những gì, ông đã làm những gì lợi ích cho xã hội, cho gia đình. Ông làm những cái điều gì lợi ích cho chính bản thân ông. Thì những cái điều mà làm lợi ích cho chính bản thân mình mới đem theo. Cái người tu thì chúng ta thực hành như thế nào để khi mà ra đi mình cảm thấy thanh thản, bình an, vì chúng ta cũng đạt được chút chút, không đạt được những cái điều gì xa xôi, nhưng mà ít ra đó, mình cũng hiểu biết được những gì cần phải hiểu biết trong cái đời sống tu tập này. Cái điều đó là điều quan trọng. Thì ở đây và qua cái bài hôm nay, qua cái dần kệ mà cái cô tín nữ là cô Cá Ná Đa đó, con của ông Bát Chu Ná, đã tán thán Đức Phật. Chúng ta thấy rằng cô ta cũng nói trong thế gian thì có hai hạng người như vậy. Có những người mà không có niềm tin, không tin theo, không thấy được cái sự cao thượng của Đức Phật. Họ dùng những cái lời lẽ, những cái hành động mà quỷ bán, cho nên đã phạm đến những cái tội lỗi rất là sâu nặng, phải rơi vào cái cảnh giới khổ đau, địa ngục. Rồi những người mà nếu mà có trí tuệ hay là có mắt, thì những người này sẽ thấy được cái con đường chánh pháp, đi đến, đạt đến những cái tầng thánh pháp, nhờ cái sự cố gắng nỗ lực tu tập, thanh lọc nội tâm, chứng đạt các tầng thiền, các kinh nghiệm trong thiền tuệ. Cho nên là cái nội tâm đạt đến sự an tịnh, và sau khi mà kết thúc cái đời sống thì những vị này đi tới những cái cảnh giới tốt đẹp, an vui. Cái điều mà chúng ta viên mãn khi mà từ bỏ cái kiếp sống hiện tại này, từ bỏ cái thân lập người này, chúng ta đem theo việc gì, có những kinh nghiệm gì, cái kiến thức Phật của chúng ta như thế nào, có được sửa đổi, có quảng kiến hay không. Cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Còn những cái khác nó chỉ là tỉnh tô, cành lá cho một kiếp sống mà thôi. Nhưng mà cái cốt lõi của đời sống nó mới là quan trọng. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều về cái bài học trong thứ 9 này. Và giới phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư hương tọa, chư đại đức tăng pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự ngay trong đời sống hiện tại, để đạt đến chấm dứt khổ đau trong những kiếp sống tương lai. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng chia sẻ thảo luận thêm
về cái đề tài bài học ngày hôm nay, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Dạ, sa thú đành tay. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho chúng con được hiểu, học và hành theo để lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Quan trọng phải hiểu và hành được theo lời của sư dạy do Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, bạch sư Thượng Tọa Pháp Thanh, trước khi sư đi dùng nước, sư mở cửa BM cho con, sư. Con không có BM cho sư được. Con có một việc cần bạch với sư, nhưng mà con không có BM được với sư. Dạ, sư mở cửa BM cho con. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Sư đã bỏ qua thời gian một tiếng đồng hồ để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và theo quý vị thì như thế nào? Xà thú ngang. Cảm ơn bàn tay của Vinh Quang rất là nhiều. Dạ, mời Vinh Quang nha. Dạ, bạch sư, con xin đảnh lễ sư và con xin chào quý đạo tràng. Bạch sư cho con, sư giảng giùm con là cái phần gọi là Đức Phật, chín ân Đức Phật, sáu ân Đức Pháp và chín ân Đức của Tăng. Xin sư hoan hỷ giảng thêm về cái phần này cho con rõ thêm. Dạ. Dạ, con xin lỗi, con mới bị té một cái. Dạ, xin Ngài hoan hỷ giảng về dùm cho con về chín ân đức của Phật, sáu ân đức của Pháp và chín ân đức của Tăng. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài, con giao mic lại cho Ngài. Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sinh Khai Giá. Dạ, bây giờ cái thời gian mà nếu mà sư giảng hết đó, những cái ân đức đó thì chắc là nó không có đủ. Ở đây thì sư chỉ nói phần tóm lược thôi, để mà dễ hiểu thôi, chứ còn nếu mà bây giờ mà mình nói hết đó, thì nó không đủ cái thời gian. Và có nhiều khi là mình gây cản trở cho những người khác. Thì bây giờ những cái ân đức á, như hồi nãy sư nói là nó có trong cái ân đức Phật thì nó gồm có 10 cái hồng danh, nhưng mà nó nằm ở trong 3 cái ân đức. Ví dụ như bây giờ cái tịnh đức là cái sự bất động của tâm, tại vì những cái phiền não thì nó mới gây làm cho cái tâm mình bị sao động, mà Đức Phật thì cái tâm của Ngài đã hoàn toàn an tịnh rồi, không còn sao động nữa. Thì trước mặt người hay không có mặt người, Ngài cũng nói như vậy, cũng làm như vậy. Các cái phiền não không bao giờ còn dễ động. Thì trong cái tịnh đức ấy, thì nó gồm có 3 hồng danh là A-ra-hăng, Sugato, Anuttaro. Đó, thì 3 cái hồng danh này là nó nằm ở trong
cái tịnh đức, rồi bốn cái danh hiệu mà thuộc về bi đức, thì có là bú rí sa đàm ma sa ra thí nè, sát thà đề quá mới núi sa năng, bú thồ phá giá hòa. Đó là bốn căn đức. Có những cái vị nói là chín ân đức, thì chín ân đức này đó là gồm hai cái, gồm hai cái hồng danh vô, một là bú rí sa đà ma sa rí sa pa đề quá núi sa năng, thành ra nó kể là chín. Nhưng mà quý vị nhớ rằng ở trong nhiều bài kinh gọi Phật là đấng thập lực. Thành thập lực ở đây nói là 10 chứ không phải là 9 đâu. Những có một số kinh sách sau này làm lại, rồi những cái vị đó nói là 9. Ghép hai cái bú lý sa đàm á sa ra thí sa tha đều sa năng, tức là tế độ những người hữu duyên nên tế độ cả chư thiên và nhân loại. Và sao chia chín là sao? Tại vì có một số các cái vị chư tăng người ta nói là theo số chín là bốn đạo bốn quả một niết bàn, cho nên là nói là chín. Nhưng mà nếu mà quý vị coi lại trong một số bài kinh, tại sao mà gọi Đức Phật là đấng thập lực? Thập lực đây là chỉ cho 10 cái hồng danh, 10 cái ân đức, chứ không có ai nói là chính đâu, đúng không? Thành ra đó, nó là mình nói đúng đủ, nó là 10. Đó thì sư nói lại ba cái danh hiệu mà thuộc về tịnh đức là A-ra-hằng, Sukkato, Anuttaro, nó thuộc về tịnh đức, tức là một cái sự nội tâm an tịnh. Rồi bốn cái danh hiệu là Bodhisattva Masarathi, Sattha Devanusanang, Buddho Phán Hòa, thuộc về bi đức, là Đức Thế Tôn có lòng bi mẫn thương xót tất cả chúng sanh như nhau. Ngài sẵn sàng tế đến tất cả chúng sanh, nhưng những chúng sanh nào hữu duyên thì Ngài sẽ tế độ. Rồi còn lại là nói về cái thuộc về tuệ đức, thì nó có ba là Sammabuddho, Quyết Trà cho nó Sambanno, Lô Cá Quý Đu, là thuộc về cái tuệ đức. Nhờ cái tuệ đức này đó mà Đức Phật đã đạt đến cái chánh đẳng chánh giác. Và chính nhờ cái tuệ đức này đó, Đức Phật biết phổ cập những cái pháp nào đem đến an vui giải thoát, còn những cái pháp khác đó là Đức Phật thông giảng dạy. Tại vì thì quý vị biết là cái pháp là nó mênh mông rất nhiều, nhưng mà những pháp nào nó đem đến thực hành để đoạn trừ các cái phiền não tham sân si, để dung bồi trí tuệ thoát ra khỏi sự khống chế của phiền não, thì Đức Phật chỉ giảng dạy những cái pháp mà nó đưa đến cái sự giải thoát mà thôi. Cho nên là với cái ân đức cao cả, cái tuệ đức này đó, thì những người mà thực hành theo con đường giải thoát của Đức Phật sẽ sớm đạt đến sự an tịnh. Đó là
đó là cái nói về 10 cái ân đức Phật. Còn về cái ân đức Pháp á, thì nó có 7. À, có 7 ân đức, nhưng mà cái ân đức mà quan trọng của Pháp Bảo á, là cái ân đức mà Ehipasiko đó. Tức là Pháp thực tại hiện tiền đến để mà thấy. À, đó. Cái ân đức Pháp, cái điều quan trọng ở đó là chúng ta phải thực hành. À, phải thực hành, tự mình thực hành để chứng ngộ, để mà thấy. Chứ còn mà nếu nghe thôi, à, chúng ta nghe mà chúng ta không có sự thực hành thì chúng ta cũng sẽ không thấy được nó. Cho nên cái ân đức mà quan trọng nhất á, là cái chúng ta phải học hành, học, phải tìm hiểu cho kỹ lưỡng, có sự suy xét một cách cẩn thận, cẩn trọng, rồi chúng ta mới thực hành thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Còn những cái ân đức kia đó thì nó sẽ hỗ trợ. Chứ bây giờ nếu mà giảng dạy hết về cái 7 cái ân đức này thì cái thời gian nó không có đủ. Chú Hoàng Nghĩ coi lại ở trong kinh giảng rộng hơn, có những cái kinh của ngày của các vị trưởng lão á, thì sẽ thấy thì nói ngắn gọn thì những cái ân đức của Pháp Bảo như là Swakato Pavatathamo là nói cái giáo pháp đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Khéo thuyết giảng là nó chỉ cho cái pháp học, pháp học để chúng ta hiểu biết, rồi chúng ta sẽ thực hành. Pháp học này nó gồm có tất cả các pháp ở trong thế gian, từ pháp pháp hiệp thế cho đến pháp siêu thế. Rồi xong biết cái cô á, các pháp là phải chúng ta phải trực giác, chúng ta hiểu biết thấy một cách tường tận. Là các pháp thì nó không có cái tính chất mà cái pháp nó vượt thời gian, tức là không có phân biệt là hiện tại hay là tương lai, quá khứ. Tức là khi nào á mà một cái vị mà chứng đắc kinh nghiệm hay là chứng đắc đạo quả là nó thực tế thiết thực hiện tiền, nó không có nó vượt qua cái chế định của cái thế tục thời gian. Rồi Ehipasiko là mình phải sau khi mà mình đạt được rồi đó, mình phải phản tỉnh, mình xem xét trước tất cả mọi thử thách. Đó, ví dụ như bây giờ người ta đưa mình một cái vật, người ta nói cái này là vàng, nhưng mà muốn biết thực chất nó phải là vàng hay không á thì phải thử. Đó, thì những cái vị mà đạt được đạo quả đó, chúng ta muốn biết các cái vị này có thật sự đạt đến thánh đạo thánh quả hay không, phải trải qua một cái thời gian rất là lâu thân cận, cùng cộng trú trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày, rồi qua cái biểu hiện của thân
khẩu qua miệng, các cái vị này xử đối đãi với các cái vấn đề, các pháp mà nó xảy ra xung quanh cái vị đó như thế nào, thì chúng ta mới biết được. Thành ra ở đây thì những cái ân đức mà quan trọng để chúng ta nắm được. Còn đối với Tăng Bảo đó, Tăng Bảo thì cái ân đức mà nó có hai. Ân đức của Tăng Bảo thì chính bản thân của cái vị đó, và cái ân đức mà để dẫn dắt chúng sanh khác. Cho nên là tự mình giác ngộ và giảng giải, chỉ dẫn giúp cho người khác giác ngộ, hay là gọi là tự giác, giác tha. Tức là bản thân mình phải giác ngộ rồi mình mới dẫn dắt người khác được. Thì như là cái ân đức Supatipanno Panavato là người khéo hành trì, là đi đúng theo con đường, hay là Uchupatipanno Panavato Sawa Sangho là trực chỉ, trực chỉ tức là đi đúng trên cái con đường đó mà thôi. Rồi nhà với cái tiếng Bàn Nô á, là hiểu biết cái pháp mà mình thực hành một cách là rõ ràng, tường tận, để đạt đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Rồi Sami với cái tiếng Bàn Nô là đoan chính, tức là thực hành một cách chính chắn, đúng theo cái con đường giới định tuệ mà thôi. Đó, thì những cái ân đức này đó là ân đức cho cái vị mà cái vị tỳ kheo mà thực hành đó. Rồi những cái ân đức khác đó là giúp đỡ cho những chúng sanh khác thực hành theo một cách tốt đẹp, chân chánh, qua những cái kinh nghiệm, qua những cái kiến thức và sự hiểu biết của mình. Đó, thì mình sẽ tạo những cái phước báo cho thí chủ, hoặc là mình chỉ dẫn cho hàng Phật tử họ thực hành theo. Thì trong cái thời gian và cái trong cái điều kiện thì cũng xin chia sẻ vắn tắt một vài cái ân đức. Chứ còn nếu mà bây giờ mà nói hết thì chắc phải cái thời gian nó cũng rất là lâu. Xin chủ Cận Sự Nam Quan Hỷ ha, có thể là chúng ta tìm đọc trên mạng, hoặc là ngày các cái vị trưởng lão cũng có biên soạn các cái ân đức, thì chú Quan Hỷ xem lại thì nó sẽ rõ hơn, rộng rãi hơn. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy Giá. Từ bi giảng dạy câu hỏi của Minh Quang. Minh Quang ơi, Minh Quang có cái cuốn sách của ngài Thượng Tọa Giác Giới không Minh Quang? Có cuốn sách của ngài Thượng Tọa Giác Giới nói về cư sĩ giới pháp đó. Minh Quang có không? Vậy tốt quá rồi nha. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mến chào Nguyễn Trang và vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh mến mời đạo tràng có thể có câu hỏi trong bài học ngày hôm nay không? Bài học của Thượng Tọa Pháp Thanh. Nguyễn Trang mới vô thì chắc chưa có rõ. Ngồi nghe một chút xíu đi ha, để có câu hỏi. Dạ cô Tu Nữ Tị Duyên có câu hỏi không? Cô Tu Nữ Tị Duyên cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cô còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không?
Dạ, cô có câu hỏi không? Cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, của Ngài Hộ Pháp nữa. Dạ, con không có cuốn của Ngài Hộ Pháp. À, kính chào huynh chánh tâm về vào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có trước máy không? Có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Cô có câu hỏi gì không? Dạ, Xích Kim nè, Xích Duyên nè, Xích Niệm Từ nè, Quanh Phan nè, Thiện Vũ nè. Dạ, quý vị, vị nào có câu hỏi không thì có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nè. Dạ, con không thấy ai nhúc nhích. Để ai nhúc nhích? À, Quỳnh Chánh Tâm mới vừa vào. Và xà thủ, dạ kính mời Quỳnh Chánh Tâm. Xin hỏi có nghe không ạ? À, con muốn hỏi là thưa sư, nếu mà mình muốn tu tập vậy tỷ như mình tu thiền nhé sư, cái người mà về vậy tỷ mình muốn tu tập mà sao mình biết mình là người nhị nhân và người tam nhân vậy sư? Để nếu mà và người tam nhân có người tu, có người chứng thiền và có người tu không chứng thiền, con cũng có thắc mắc là thế nào là người nhị nhân và khi và cái người tam nhân, sao mình biết mình là người nhị nhân và khi nếu là mình là người tam nhân có khi có tu chứng thiền mà có khi tam nhân không tu chứng thiền, mà mình muốn tu để mình có một giải thoát thì con muốn xin hỏi sư giải đáp con vấn đề này, con thành thật chi ân sư ạ. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Cái câu hỏi này nó cũng là rất là khó. Thật sự ra đó, biết được cái điều này đó là chỉ có Đức Phật hoặc là các cái vị có cái thà tâm thông thì các ngài mới biết được thôi. Chứ còn mà chú mà hỏi bản thân sư thì sư cũng biết qua kinh sách mà thôi. Chứ sư cũng không có còn biết, nhưng mà qua cái sự phản tỉnh xem xét của chính mình á thì mình có thể thôi nha, có thể đoán ra. Thì có những người sanh nhị nhân, quý vị thấy rằng cái quý vị đọc trong cái cuốn mà Người và Cõi đó, thì những chúng sanh tạo được gieo trồng những cái nhân gì thì sẽ đi đến những cái cõi nào. Nhưng mà không phải là chắc chắn 100%, vì cái nhân mà chúng ta gieo trong hiện tại nó còn phụ thuộc vào cái định luật nghiệp báo nữa. Mặc dù chúng ta gieo những cái nhân trong hiện tại này, nhưng mà cái nhân này nó chưa cho quả, hoặc là cái khả năng trổ quả của nó yếu hơn là những cái nhân đã tạo trữ từ trước, thì có khi là nó có sai lệch đôi chút, thấy không? Thành ra đó chúng ta mới nhớ cái lời Đức Phật nói là nghiệp quả bất khả tư nghị,
Đó. Rồi. Một điều nữa là có đôi lúc mặc dù là trong đời sống này chúng ta cũng có chút trí tuệ đó, chúng ta học cũng được, hành cũng được, nhưng mà không có đạt đến cái chứng đạt được những cái gì mà mình mong muốn, là không chứng đạt được các tầng thiền, thì mình phải xem lại. Tại vì khi mà đạt đến các cái tầng thiền hay là đạt đến các tầng thánh, nó đòi hỏi rất là nhiều điều kiện, từ bổ túc các pháp độ có đủ chưa, rồi sự cố gắng nỗ lực của mình có hết lòng chưa, thành ra đó, nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập một thời gian mà mình tự phản tỉnh, mình xem xét mình chưa đạt được cái gì, thì đây là chúng ta đang bổ túc các pháp độ, mặc dù không chứng đạt được ngay trong cái kiếp sống hiện tại này, nhưng mà ít ra mình cũng gom góp tích góp được một chút, mình bổ sung vào các cái pháp độ mà mình còn thiếu, phải không? Thì lần hồi mình mới đủ. Bây giờ mình muốn mua cái đồ đó mà mình chưa có đủ được, cái món đồ đó tới 100.000 mà mình mới có 99.000 thì sao mua được? Bây giờ mình ráng để dành thêm cho đủ 100.000 thì mình mới mua được cái món đồ đó. Thì nó cũng vậy. Thành ra chúng ta có cái niềm tin, có nỗ lực qua thực hành, chúng ta tự phản tỉnh xem xét, rồi chúng ta phải có sự cố gắng nỗ lực. Thành ra đó, hồi đó là có nhiều thiền sinh cũng lên trình pháp, rồi hỏi ngài Hòa thượng Xuê Minh ấy, ngài mới nói là chúng ta đừng có lăng xăng tìm hiểu coi tôi đạt được cái gì, đạt được hay chưa đạt được cái gì. Ngài mới dạy rằng á, cái việc mà mình thực hành là cái bổn phận của mình, mình ráng cố gắng mình nỗ lực thực hành đi, còn cái việc mà chứng đạt được cái gì đó thì cái chuyện đó của pháp bảo. Mình đừng có lăng xăng mình muốn làm thay cái công việc pháp bảo, không? Cái chuyện đó không phải của mình. Bây giờ cái bổn phận mình ráng cố gắng học tất cả các cái môn học mà quy định của nhà trường, của các thầy cô truyền đạt cho mình. Còn cái việc mà mình đạt được cái bằng cấp hay không đó là phải trải qua cái kỳ thi và quyết định của ban giám khảo của cuộc thi. Chứ bây giờ mình nói tôi học như thế này, hàng tháng tôi đạt được cái này, nhưng mà khi mà chúng ta đi vô cái kỳ thi đó, chúng ta giải đáp nó không đúng theo cái bài giải của ban giám khảo, thì chúng ta phải học lại thôi. Chứ bây giờ là cái vấn đề này nó không phải là một cái điều quan trọng, mà cái điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hành. Chúng ta thực hành có hết lòng chưa, có một cách mạnh mẽ và miên mật chưa. Rồi nếu mà mình cảm thấy mình thực hành cũng nỗ lực miên mật nhưng mà chưa đạt được gì hết, ít ra trong đời sống mình cũng giảm thiểu được cái phiền não, mình có một cái đời sống cũng tạm an vui, nó là cái phước trong hiện tại rồi, cái đó là cái điều mà mình đạt được ngay trong hiện tại đó. Còn cái vấn đề mà đạt
thánh đạo thánh quả gì đó, thì cái đó từ từ. À, cái vị hành giả mà ráng nỗ lực thực hành nhưng mà không đạt được, chưa nhập định, chưa đạt được đến các tầng thiền, nhưng mà ít ra đó, ngay cả trong cái giây phút quý vị và cái vị hành giả mà nỗ lực thực hành đó, làm sao là tất cả các phiền não được lắng dịu, các cái chi thiền nó đối trị, có sự cố gắng nỗ lực, sự tinh tấn nè, giữ chánh niệm tốt nè, thì ngay giây phút đó là mình cũng có sự an vui rồi. Còn vấn đề mà nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là điều đó là nếu mình chưa đủ thì cố gắng thêm. Còn bây giờ mà nói thì nó rất là nhiều, giống như một cái cỗ máy nó phải có nhiều các cái bộ phận. Khi nào các cái bộ phận nó đầy đủ, nó vận hành tốt đẹp, trơn tru, thì lúc đó là cái cỗ máy nó hoạt động, thì cái đạt đến cái thánh đạo thánh quả hay là hoặc là nhập các cái tâm thiền thì nó cũng đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đừng mong cầu, đừng vọng móng, muốn được cái này, muốn được cái kia, mà chúng ta cố gắng nỗ lực. Khi nào chúng ta đầy đủ pháp độ, đầy đủ nhân duyên, thì lúc đó tự nhiên nó sẽ hiện khởi và chúng ta sẽ cảm nhận, chúng ta biết được. Còn bây giờ ngài bản thân sư thì cũng sư cũng nói nhiều lần, quý vị cũng thông cảm, sư cũng chưa có thần thông, chưa có tha tâm thông, thành ra sư cũng chưa có thể phân biệt được. Thành ra dựa trên những cái kinh điển, những lời dạy của các bậc tôn túc trưởng lão, thì sư cũng xin giải đáp, chia sẻ cái câu thắc mắc đó, và chúc chánh hạnh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư. Câu hỏi đó con thành kính tri ân sư. Con có thêm một câu hỏi nữa, mà cái này là câu hỏi mà của con cũng thắc mắc nhiều lần, là thưa sư, có một người bạn mà con biết, họ có hỏi con mà con cũng không có hiểu được mấy, là người bạn nói là giữa ngồi thiền, ngồi kiết già, bán già, hay là ngồi kiểu miếng điện, là chân trước hay chân sau, mà người bạn nói là ngồi kiết già đó thì tốt hơn là ngồi bán già hay là ngồi kiểu miếng điện. Và nói là thì con thắc mắc, rồi con có trả lời cho người bạn là con nói là dù kiết già hay bán già hay là ngồi kiểu nào, miễn mình thân tâm mình thoải mái thì nó, chứ không phải bắt buộc mình phải ngồi kiết già. Mà người bạn có tranh cãi là kiết già có thể định nó cao hơn. Con cũng thắc mắc, nếu sư theo sư kinh nghiệm thì kiết già, bán già và kiểu ngồi mà miếng điện như chân trước chân sau, sư có thể giải thích con rõ để con có thể nói cho người bạn con biết được không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thường thường á, chúng ta trong đời sống, do những cái mà chúng ta nghe nhiều rồi nó ăn sâu vô cái trí tuệ của chúng ta đó, rồi chúng ta nghĩ nó phải vậy mới là đúng. Tại vì trong kinh á, thì quý vị thấy rằng ngài Minh Châu thường thường ngài dịch đó là vị tỳ kheo ngồi kiết già, giữ lưng thẳng, đặt niệm trước mặt,
rồi chúng ta cứ cứ ăn sâu vô trong cái đó, rồi chúng ta phải phải quan trọng là cái phải ngồi kiết dạ mà mình không thấy được đó. Thành ra chúng ta phải thấy được cái nào là cái cốt lõi, còn cái nào nó là cái pháp để nó hỗ trợ thôi. À, cái nào là cái chính yếu cần phải thực hành đó. Thành ra cái pháp thiền nó quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở cái chỗ mà nếu mà thiền chỉ thì thuộc về định, không? À, làm sao đầy đủ những nhân để định nó phát sanh. À, còn nếu mà nói bên thiền tuệ thì làm sao để cho cái tệ giác nó có thể có điều kiện sanh khởi. À, thành ra đó, nếu mà thực hành thiền tuệ thì sao? Phải có giới, à, giữ gìn giới tốt đẹp, rồi cái tâm an tịnh, định tĩnh trên đối tượng mà mình đang quan sát. À, khi mà cái năng lực của định nó mạnh mẽ, nó sẽ hỗ trợ cho tệ sanh khởi. À, chứ quý vị có đọc trong kinh nói mà nhờ ngồi kiết dạ mà nó sanh tệ giác không? Thành ra chúng ta không có phân biệt được cái nào là cái nhân quan trọng để cho quả sanh khởi. À, mình cứ nghe theo trong kinh rồi mình chấp, à, mình chấp vào đó. Đó, thành ra đó, khi mà sư học ở trường thiền Suy Minh á, thì ngài đặc biệt ngài không có có bắt buộc thiền sinh là phải phải ngồi kiết dạ, ngồi bán dạ, ngồi kiểu miến điện, mà ngài với những cái thiền sinh lớn tuổi, à, bị bệnh rồi kia nọ mà không thể mà ngồi ở dưới đất được đó, ngài cho phép ngồi trên ghế. À, nhưng mà đặc biệt là sao, là đừng có dựa, ngồi trên ghế. À, rồi cái điều quan trọng là mình luôn luôn giữ chánh niệm tỉnh giác đầy đủ mỗi giây mỗi phút trên đối tượng, chứ không phải là ngồi kiết già mới định. Đó, mình cứ quan niệm sai lầm đúng không? À, ngồi kiết già một lát nó tê, nó đau, nó nhức, chịu không nổi, rồi trân mình cắn răng ráng ngồi cho đúng một tiếng hồ. À, thì ngồi như vậy là ngồi với gì? Ngồi với tâm sân. Khi nó đau, nó tê, nó nhức quá mà mình ráng cố gắng trân mình chịu đựng thì tâm sân. Mà khi phiền não có mặt thì làm sao mà có tệ giác có mặt, không? Thành ra ở đây chúng ta phải phân biệt được cái nhân nào là yếu tố cần thiết quan trọng để cho cái pháp nó phát sanh, nó sanh khởi. À, rồi chúng ta thực hành. Chứ đừng có theo truyền thống, theo truyền thuyết, theo cái suy luận của mình. À, cho pháp này là đúng, cái kiểu này là đúng, cái kiểu này là thích hợp. Có những kiểu nó thích hợp với chính mình, nhưng mà những người khác người ta không thích hợp, không? À, thành ra đó, à, chúng ta phải biết lựa chọn. Thành ra cái tư thế của thiền ấy, thì ngài dạy sao? Không quá lòng cứng nhắc. À, không phải là giữ lưng thẳng mà mình ngồi mình gồng cái lưng mình cứng, mà chúng ta giữ lưng thẳng ở đây tức là nó đừng có ngã qua ngã lại xiên xẹo, không, nhưng mà không có khô
thô cứng, chúng ta giữ lưng thẳng nhưng mà theo tư thế thoải mái, buông lỏng. À, đó. Chính nhờ cái tư thế thoải mái buông lỏng này nè, nó giúp cho cái tâm mình á bị tu tập một cách dễ dàng. Thành ra đó, khi mà chúng ta thực hành á, mình nên xem xét Đức Phật dạy chúng ta đi trên cái con đường trung đạo, tức là chúng ta phải từ bỏ những cái cực đoan, cái mà chấp vô những cái phương pháp thế này thế khác, phải như thế này phải như thế khác, nó là một cái đoan mà để vui giải đãi, nó là cũng là cực đoan. Cho nên mình đi theo cái con đường trung đạo, con đường giữa, chúng ta thực hành cái phương pháp nào nó hợp lẽ, cái tư thế nào ngồi để an ổn, để sanh khởi định tâm. Nếu mà chúng ta ngồi không đúng tư thế thì có nhiều khi nó bị ngã qua ngã lại, cái này cái khác, nó không vững vàng. Mà cái thân không vững vàng thì cái tâm sao định được. Cho nên ở đây là chúng ta lựa chọn một cái tư thế phù hợp với bản thân mình, không thô cứng mà cũng không quá buông lỏng, nó vừa phải. Mình lựa chọn mà thì mình sẽ biết cái tư thế nào nó vừa phải, nó phù hợp để mình thực hành. Mỗi người sẽ có một cái kinh nghiệm riêng, chứ ở đây nó không phải là quy định bắt buộc. Mặc dù cái công thức á nó chung như vậy đó, nhưng mà mỗi người điều kiện sức khỏe, điều kiện trí tuệ nó khác nhau, cho nên á cái con đường mà thực hành á, Đức Phật nói sao, là con đường độc đạo, chỉ có một con đường đó thôi, mà trên con đường đó chỉ có một hành giả. Mặc dù Đức Phật đưa ra cái công thức chung là thân thọ tâm pháp, nhưng mà mỗi người sẽ phù hợp với một đề mục nào đó. Chứ không phải mình nói niệm thân là thấp hơn niệm thọ, niệm thọ thấp hơn niệm tâm thấp hơn niệm pháp. Không có. Đối tượng là đối tượng, không đối tượng cao hay thấp. Mà tại vì mình á, do cái tưởng mà mình suy luận ra, còn phân biệt mình nói cái này cao cái kia thấp, cái nọ tốt cái này xấu cái kia nọ là do cái tưởng của mình mà thôi. Cho nên á, chúng ta phải biết tư thế an ổn thoải mái, tâm phải nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ trên đối tượng. Đối tượng như nào ghi nhận hiểu biết rõ như thế đó, cái điều đó là cái điều quan trọng, chứ không phải ngồi kiết già ngồi bán già rồi là đúng. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu như vậy để trong cái thực hành của mình, hay là trong cái học cũng vậy, mình mới biết cái như hồi nãy xin nói trong cái bài đó, mình biết cái nào là cái cốt lõi, để mình đi vào cái lõi, đừng có mất công lòng vòng đi qua cành nhánh, rồi vỏ rồi giác rồi mất công. Bây giờ mình đi vô ngay cái cốt lõi của cái bài học, của vấn đề, và mình nhận thức được cái lời dạy của Đức Phật như thế nào để mà chúng ta áp dụng thực hành cho nó đúng. Thì cũng xin chia sẻ đôi điều về cái thắc mắc của Chánh Tâm, và chúc
nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con kính tri ân sư trả lời cho con. Dạ, con xin phép nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh MC. Con thành kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn tri ân sư. Từ bi giảng giải câu hỏi của Huynh Chánh Tâm. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Huynh Chánh Tâm. Nguyên Trang có ý kiến gì không? Thầy Nhật Quỳnh thấy đưa lên chưa ít tại sao? Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ Tệ Duyên, cô có câu hỏi gì không? Nhưng mà trước khi Nhật Quỳnh mời cô, cho Nhật Quỳnh hỏi sư một câu nha. Tại nãy giờ Nhật Quỳnh nghe Huynh Chánh Tâm nói về hỏi về tiền, nhưng mà bạch sư, sư cho con hỏi một câu và con cũng thỉnh sư dùng nước trước khi trả lời câu hỏi của con. Bạch sư, dạ, con nghe một vài chỗ giảng là nếu mà mình học thiền mà mình muốn mình đắc cái này đắc cái kia, mình như vậy là mình có lòng tham. Mà nếu mà mình thiền mà mình có lòng tham thì mình dễ bị tẩu hỏa nhập ma, có phải vậy không bạch sư? Dạ, nếu sư dùng nước rồi, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thủ, con hỏi sư quá, không biết sư dùng nước chưa. Nãy giờ sư trả lời tới nhiều câu hỏi rồi. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy. Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Kính lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Cái đó là theo cái lời nói thông thường của những người mà họ nói. Thì quý vị thấy rằng cái phương pháp thiền là để thanh lọc những cái ô nhiễm phiền não, nè, thấy không? Bây giờ mình hành thiền là để diệt trừ những cái tham muốn chấp thủ ở trong nội tâm, nè. Mà bây giờ mình muốn đạt cái này, muốn đạt cái kia, thì mình hành thiền mà mình muốn như vậy thì nó không có đúng rồi, không ô nhiễm rồi đó. Mình lọc nước là để có nước trong, không? Nhưng mà bây giờ mình đem đồ mình lọc mà mình muốn nước phải như thế này, nước phải như thế kia, thì cái tác dụng của cái lọc nó đâu có đúng, đâu có lợi ích gì đâu. Đó. Cho nên là các vị trưởng lão nói cái mục đích của hành thiền không phải là để đạt được cái gì. Đó. Mà mục đích của hành thiền để chúng ta biết được những gì. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Chính vì biết được đối tượng, biết rõ được đối tượng nó đang sanh, đang diệt, nó thay đổi như thế nào. Khi mà chúng ta biết như vậy á, biết là hơi thở vô, hơi thở ra, biết là cái tâm mình định tĩnh hay là tâm mình phóng dật, biết mình đang nhận thức đối tượng một cách rõ ràng hay là cái tâm mình á chạy đi theo các cái tưởng, các cái suy nghĩ, các cái tính toán đó. Cái mục đích là để biết cái tâm mình á đang ở trạng thái nào, nó như thế nào,
chứ phải muốn đạt cái tâm phải 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 định, phải phải định suốt cả 10 phút, 15 phút, 1 tiếng họ nha. Rồi cái bắt đầu cái mình muốn như vậy rồi mình bằng mọi cách mình khống chế, mình đè nén cái đó là sai, sai pháp rồi. Nếu mà mình muốn phải như thế này, phải như thế kia, phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia, thì nó đi ngược lại với cái tính chất vô thường, vô ngã rồi. Thấy không? Rồi. Cho nên đó, là cái hành thiền là mục đích để thanh lọc những cái ô nhiễm trong nội tâm, và chúng ta biết rõ đối tượng đang như thế nào, biết rõ như thế đó thôi. À, vậy là đủ rồi. Còn nó như thế nào, đạt được cái gì, là cái chuyện đó là chuyện của pháp. Thì hồi nãy ngài Hòa Thượng Sư Minh ngài nhắc mình làm công việc của mình, đừng có lăng xăng mình làm thay công chuyện người khác. À, vậy đó. Thì chừng nào mà nó đến thì nó tự sẽ đến. Thế còn mình đừng có mong cầu, mình đừng có muốn cái gì hết. À, không? Nếu mà muốn được ước thấy thì không ai khổ. À, thì sư cũng xin chia sẻ với cô Nhật Quỳnh là chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, có nhiều sức khỏe, có an vui để phục vụ tâm bảo một cách tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Pháp Thành đã giảng dạy cho chúng con bài học hôm nay. Dạ, thứ nhất thì con nãy giờ con treo cái áo ở đây, xong rồi con chạy vào nghe Nhật Quỳnh nghe rõ, thì chỉ còn 9 phút 10 phút thì con cũng lên kính tri ân ngài Pháp Thanh. Con thay mặt đạo tràng kính tri ân và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào đạo tràng. Thì còn 9 phút nữa qua bài học hôm nay, hình như là nãy con thấy là không biết Nhật Quỳnh có bót lên dùm tự nhiên coi lại cái đoạn phẩm tương ưng bộ kinh à, phải không Nhật Quỳnh? Nhật Quỳnh còn nghe âm thanh của tự nhiên không? À, Nhật Quỳnh bót lại dùm. Dạ. À, chương 1 bót tiếp không nữa. Chương 1 tương ưng. Ủa sao câu 3? Câu 2 đâu? Câu 1, câu 2. Câu 2 đã mất tiêu. À, con gái đây. Con gái của... Rồi cô Canada. Con gái của bác Trinh Lá. Sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Đại Lâm, đi đến Thế Tôn. Và khi đến đảnh lễ Thế Tôn, dạ, thì qua cái câu đoạn số 2 này thì con nhớ lại khi mà một người có một cái dung sắc thù thắng phải là dễ, thì qua cái tương ưng bộ kinh này con nhớ đến có một đoạn là trong kinh gì mà con quên, nhưng mà có cái đoạn nó là người màu da tươi sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang. Tức là cái người này họ đã tu tập và đạt được đến cái dung sắc thù thắng, thì cũng giống như người đời của mình, thì lúc đầu thì cái màu da
không ngắn. Nhưng mà có một thời gian sau thì cái sự tu tập, cái sự rèn luyện cái bản thân của mình thì mình sửa chỉnh, sửa từ từ, từ cái đi, cái đứng, giọng nói mình chỉnh sửa. Ví dụ như là mình có khuyết điểm chỗ nào, như gặp người kia chỉ trích mình thì mình cố gắng mình chỉnh sửa, chứ mình chỉnh sửa thì được cho bản thân của mình. Với cái dung sắc thù thắng cũng giống như là mình học, lúc đầu mình không hiểu thì mình học để chi, để mình làm cái hành trang. Thì con nhớ lại sư phụ con nói là đến lúc mình lâm chung, mình không có mang theo những cái tài sản gì hết, mình chỉ mang theo những cái pháp mà mình học được, đó là cái tài sản để mình đem lúc lâm chung. Cũng giống như những người đi, chẳng hạn như đi hành hương, mình mang theo những cái đồ mình ở bao nhiêu ngày, chẳng hạn như ba lô trong đó là có những cái vật thực để mà mình chuẩn bị trong bao nhiêu ngày đó, rồi mình dùng xong rồi mình về. Cũng như cô gái này có một cái dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi, đứng một bên đảnh lễ thiên nữ, một thiên nữ rất là thù thắng, mà muốn được như vậy cũng không phải là dễ. Thì ra thì con có vài lời chia sẻ với cái câu thời gian thì còn có vài phút, cho nên là con chỉ chia sẻ cái câu của thiên nữ này với cái dung sắc thù thắng. Và một người mà muốn cái dung sắc thù thắng như vậy cũng rất là khó, giống như là mình phải có tu tập nhiều đời nhiều kiếp, và kiếp hiện tại này mình tiếp tục, mình đã có cái nhân quá khứ cho đến hiện tại này, mình phải hiểu được như thế nào là cái nhân, cái duyên, mà cái duyên gì nó đưa đến với mình, thì những cái duyên nào mà nó đưa đến với mình cảm thấy là an lạc và mình áp dụng, thì mình áp dụng để mà trau dồi cái bản thân của mình. Dạ. Thật ra thì nói thì rất là nhiều, khi mà lúc con chưa xuất gia cho đến bây giờ, một càng ngày nó càng khác đi, không giống như cái lúc mình chưa xuất gia. Lúc chưa xuất gia thì cái người còn tại gia một cái suy nghĩ nó khác, còn một người mà xuất gia thì suy nghĩ nó cũng khác. Và khi người còn tại gia, mình trau dồi cái bản thân của mình nó cũng khác. Và khi mà người xuất gia, mình tu tập, mình hỏi những cái bài kinh như thế này có rất là nhiều lắm, cho nên là học hoài nó cứ dẫn dắt mình đi, nó cột, nó trói mình. Mà nhưng mà thà là nó cột ở trong cái pháp để mà mình đi theo nó, để mà còn ví dụ như mình còn tái sanh luân hồi lại thì mình có thể mình khi mà nó bộc lên á thì mình nhớ ra cái này là nó là đã nói là nó có cái duyên quá khứ, tự nhiên nó bộc lên là mình sẽ nhìn vô đó, là mình hiểu được cái câu đó là như thế nào thế nào. Thì giống như là có một cái mình đã gieo trồng rồi, thì đến lúc mà nó trổ bông, một miếng đất mà nó có màu mỡ thì tự nhiên cái giống nó, hạt giống nó sẽ nảy mầm và nó sẽ trái, nó có bông, có hoa, rồi nó đậu, rồi nó có trái thôi. Và con thành kính tri ân ngài Phúc Thanh. Và bây giờ chỉ còn mấy phút nữa thì tự nhiên kính chúc đạo tràng luôn luôn có sức khỏe để mà tu tập.
theo chánh pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và bây giờ tự nhiên kính mời Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên hiểu cái bài pháp này về cái sắc, dung sắc của nàng tiên nữ này. Rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ thì con thấy nó cũng sắp hết giờ rồi. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, để sau đó thì chúng con xin thời hướng ạ. Dạ, một lần nữa con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Anh đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, sư trở lại mái chư bạch sư. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sân Gia Giá. Qua cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng cái pháp nào là cốt lõi, chính yếu để mà chúng ta thực hành. Cái câu kinh như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Có hành có kết quả, thấy không? Cái bông hoa mà nó đẹp, nhưng mà những cái hoa, hoa giả, bông vải á, thì người cái thợ, người khéo tay nó làm thì nó rất là đẹp, nhưng mà nó chỉ có giá trị ở bên ngoài thôi. Tại vì nó không có mùi hương. Còn cái bông hoa mà nó toàn vẹn đẹp á, thì phải có cái dung sắc, nhưng mà phải có cái mùi hương nữa. Thành ra đó, trong đời sống chúng ta phải biết cái điều nào là cái điều quan trọng để chúng ta thực hành, để đem đến cái lợi ích. Phải có cái giới hạnh, rồi phải có trí tuệ. Nội dung và hình thức, hai cái nó phải đi song đôi với nhau. Chứ còn cái hình thức thì nó quá đẹp đẽ, mà cái nội dung mà nó lượm thụm, nó không có sáng tỏ đó, thì nó cũng mất hay. Thì sư nói cái tổng được cái ý nghĩa, và bây giờ thì xin mời cô Thực Quỳnh sám hối để kết thúc. Cũng hơi lố rồi, xin quý vị thông cảm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thủ con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh sám hối trong khi chúng ta học pháp ạ. Uất tam mang ghê na quan đề hằng ba đập hằng sung và ruột tam mang bút thể do ca li tổ đô sơ bút thơ tham tu tăng mà mang còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quan đề hằng thầm anh cha đều quy thăng và răng thầm mê giờ kali tô đổ sâu thầm mơ tham mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha đều quy thọ tam mang sẵn khề vô ca li tô đổ sơ sẵn khô tham mạch tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con.
Nam mô Bụt Thầy Giá, xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anubhave nasura sothe bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anubhave nasura sothe bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anubhave nasura sothe bhavantu te. Tất cả phước báo mình có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường được đến người. Cầu xin các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ, cảm ơn tâm hạnh. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Tự nhiên con té một cái đùng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.